Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video về Play Together của mình. Video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn để coi căn nhà con gà cùng với nội thất mới nha. Như các bạn cũng đã thấy thì căn nhà con gà này có không gian trung bình nhỏ và nó sẽ khá phù hợp đối với những bạn thích không gian không quá nhỏ cũng không quá to. Và cũng như mọi lần, mình sẽ dùng vách ngăn để chia căn nhà ra thành từng phần cho dễ trang trí. Mình sẽ thêm hồ cá, ghế và cây để lấp đi những khoảng trống. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm một cái gác lửn ở khu vực bên này. Cái cầu thang nhỏ để đi lên. Mình đặt vách ngăn ếch giống như đặt cây lần trước
mình quay được nó trong hộp ớt. Nếu mà các bạn không có thì có thể thay thế bằng một vài loại cây khác. Ở trên này thì các bạn có thể trang trí picnic, còn mình thì mình chỉ là một khu đọc sách và tán gẫu với bạn bè. Và góc nhỏ ở dưới này thì mình sẽ tận dụng làm nhà vệ sinh. Còn bên này thì mình sẽ trang trí căn phòng ngủ bằng nội thất mới. Không biết các bạn có giống mình không, nhưng mình thật sự rất thích nội thất lần này. Mình sẽ xây phòng ngủ với gói nội thất mới mà mình đã mua ở trong game. Nếu mà các bạn không có thì các bạn có thể mua lẻ nội thất mới ở trong shop. Không gian khá nhỏ nên mình chỉ có thể trang trí đơn giản một vài thứ. Nếu mà các bạn trang trí nhiều quá thì có thể làm rối mắt người khác.
để cho căn nhà trở nên ấm cúng hơn thì mình sẽ làm thêm một cái lò sưởi ở đây. Cách làm lò sưởi khá là đơn giản cho nên các bạn hãy nhìn theo video nha. Để phù hợp với phong cách của các bạn. Đã trang trí xong căn nhà lần này. Bây giờ mình sẽ mời bạn của mình vào để tham quan nha.
Và đây là tổng chi phí cho căn nhà lần này. Và như các bạn cũng đã thấy thì chức năng tặng quà vẫn đang bị lỗi, cho nên là mình vẫn chưa tạo giveaway được cho các bạn. Mình sẽ thông báo giveaway thật sớm sau khi mà phần quà đã được sửa. Và thật sự mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và đăng ký giúp mình lên được 2.000 sub trong vòng 2 tuần. Và cũng như thường lệ, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video lần này của mình. Nếu các bạn thích video này, hãy nhớ nhấn like và subscribe, nhấn thêm quả chuông bên cạnh để nhận thêm nhiều thông báo về video mới của mình. Đừng quên follow Instagram và TikTok của mình ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.